Chào các bạn. Chào các bạn. Hi guys. It's us again. Bữa nay thì mua được mấy cái càng của con tôm hùm á, về hấp lên ăn. Lâu quá cũng không ăn lại cái món này. Với lại là nước mắm Việt Nam á, mà bỏ quá trời. Này gì đây, ớt quá trời ớt luôn, tỏi nữa, phải gì cho nó cay đã luôn. Rồi bữa nay không có uống bia, cái này phải cắt bớt lại, bụng bự quá. Có ăn cái gì vậy? Ngon không? Ok, ăn đi. All right, guys, today is lobster claw day. Got it from Costco, so it's been a while. Been some time since I eat this, so we'll see. Rồi, mời các bạn nha, dứt liền. Ui. Vô luôn. Food yummy. So yummy. Ăn ngon không? Hello. Hello. Con muốn nói hello với là Sophia. You want to say hi to Sophia? Hi Sophia. Sophia là bạn của Dustin. Bé Thiên là phải nói hi to Sophia. Cái này thì nó nướng, nó hấp sẵn rồi đó. Bởi vì nó hơi lạc lạc chút á, bởi vì chấm cái này vô là hết sảy. Để ăn từ từ. Mấy cái này khó gỡ. Con ăn từ từ thôi, ăn lẹ quá chút nữa hết không có đồ ăn á. Không, nó hơi khô rồi. Thịt nó khô rồi. Bởi vì phải có đồ chấm nó mới ngon. Yummy. Cài. Cài đã miệng luôn. Cái nào nó cũng cắt sẵn cho mình á, giờ mình chỉ là bẻ thôi à, dễ ra á. Đã.
Mua cái này nè, về nhất định phải có đồ chấm. Không có đồ chấm ăn không có ngon. Nó lạc ngắt à. À. Tưới lên. Rồi, hết cái mỏ này nha. Chơi nguyên ngủ luôn. Ăn xong là ấm bụng. Ăn ngon không? Thế thì ăn ngon không? Ngon sao? Có muốn ăn tôm hùm không? Có ăn càng tôm hùm không? You want to try this? Try this. Yeah. Okay, I'm gonna open it for you. Okay, you better try it, man. Mày không ăn rồi tao úp nha. Ôi dạ, nhỏ cho nó thử. Thiên ơi, ăn thử không? Nè, ăn khách. Xạo vậy. Tôm hùm. Nè, mày xạo xạo không à? Vẫn còn súng răng, răng nó chưa ra. Súng răng cười không thấy miếng nào hết. Lấy miếng bự bự ăn cho nó phê ra. Càng bự bự ra mất tiêu chưa. Wow, ra nè. Con bỏ xuống đi, là cái gì vậy? Tưới lên. Tưới nước mắm đồ luôn. Đừng có nhúng. Làm gì à? Làm trò khỉ gì à? Này hơi bự bự. Bự nhưng mà cứng. Không ăn cái cây đi. Không ăn trái cây không? Ui, 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 ui.
này mở cũng mệt. Không ăn nữa hả? Ngán rồi hả? Hơi bự ha. Mẹ này trước đây. Phải chấm vô luôn. Tưới. Làm gì à? Khoan à, bỏ tay vô. Bỏ tay vô, give me your finger. Thì bà you have to open this. Đừng có phá. Cái này á, ở đây bên đây bán rẻ lắm, có 7 đồng mấy một hao à. Nghĩa là nhiều đống đống này nè, có khoảng được 30 đô, 30 đô khoảng là 600 ngàn. Không có mắc lắm. Lâu lâu mua về ăn lại nó ngon. Không ăn nữa quậy à.
Không ăn nữa hả? Không ăn nữa, bye đi, go upstairs. Ok, say bye. Bye. Ok, rồi con đi lên lầu đi. Go upstairs. Bye bye. Bye, see you later. Bye bye. Say bye Sophia. Bye bye. Rồi đi đi, lên đi. Cái cũng cứng quá trời. Cái gì nhìn dữ vậy? Áo chi mà ngon. Bye. Bye bye. Bye bye. Hi. Bye bye. See you. Bye bye. Bye mà nãy giờ ở đây hoài hả? Go upstairs. Dễ sợ luôn. Đang đã luôn. À. Ăn cay đến nỗi mà hít hà chảy nước mũi luôn. Cái này bỏ 5 trái ớt xanh, 5 trái ớt đỏ. Chắc cái càng này càng cuối cùng à. Luôn.
chả thịt đây. Ăn mấy trái này của nó vớ cải rồi à, tới đây thôi nha, ăn đã rồi. Lâu lâu mới có dịp mua lại ăn thử, ăn chấm nước mắm ăn ngon quá trời rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhiều nha.